Xin ái chào quý vị khán thính giả. Dạ kính thưa quý vị, như quý vị thường nghe nói là sân khấu là cuộc đời, cuộc đời là sân khấu. Giống như anh chị em nghệ sĩ chúng tôi trên sân khấu đi đứng nói cười, có lúc buồn, có lúc vui, có lúc hờn, có lúc giận, có lúc thương, có lúc yêu. Thì ở ngoài đời chúng ta cũng giống vậy, cũng có lúc vui, cũng có lúc buồn, cũng có lúc thương, cũng có lúc yêu. Nhiều khi còn yêu dữ dội hơn trên sân khấu nữa. Trên sân khấu chúng tôi nhiều khi ôm thôi, mà ở ngoài chẳng những ôm mà còn siết. Dạ, kính thưa quý vị, cho Hồng Đào xin tiếp lời là trước khi chúng tôi trình diễn một cái vở kịch ngắn đối với quý vị thì chúng tôi phải có tập dượt, có đạo diễn, có tác giả. Nói chung chúng tôi phải làm việc trước hết, sau đó mới dám trình diễn với quý vị. Nhưng mà quý vị ở ngoài đời đó, đôi khi chúng ta diễn mà chúng ta không cần gì hết, đụng là diễn, không cần kịch bản, không cần tác giả gì hết. Có nghĩa đôi khi ngoài đời chúng ta còn diễn hay hơn trên diễn viên trên sân khấu. Đây, cái chuyện này em mới rõ ràng để khán giả hiểu lầm nha. À không không, ý là Hồng Đào nói là ở ngoài đời ai mà chẳng có lúc đóng kịch, đúng không quý vị? Chẳng hạn như là không phải bây giờ đâu mà ngày xưa nữa. Ngày xưa nhớ là khi mà mấy cái cô con gái ngây thơ nhẹ nhàng, nón quai thao, rồi coi như áo dài tứ thân, đang đi chùa hương, đang đi lang thang thế này nè, mà nhìn thấy một anh trai làng đi sau theo là bắt đầu khép chân vô để yểu điệu liền. À, bởi thế người ta có câu là em đi chàng theo sau, em không dám đi mau, sợ chàng chê hấp tấp, số gian nan không giàu. Đó là diễn, đúng không quý vị? À, hèn chi mỗi lần em ra đường em gặp mấy em nào đang đi bình thường thôi à, mỗi lần gặp trai nhìn cái mặt ngước đâu trên trời đó, trời ơi, layman question. Cái gì layman question là cái gì? Layman là chanh, mà question là hỏi, là chanh hỏi chảnh. Như vậy là cũng diễn đúng không? Thảo nào quý vị ơi, hèn chi lúc mà Hồng Đào với Quang Minh đi ra biển chơi đó, bình thường á Quang Minh mà đi chung với Hồng Đào đi lâm khum vậy nè, cái gặp mấy em mà trẻ đẹp mặc bikini nằm dài tự nhiên đi ngang cái hóp bụng ửa ngực đi à. Cái này cũng diễn không phải không? Trời ơi, nói bởi hết. Nói thiệt quý vị nha, thanh niên trai trẻ tập thể dục mỗi ngày, nó cởi áo ra nó sáu cục, còn em cỡ tụi em cởi ra sáu cục nó dồn lại còn một cục. Phải hốt chứ sao không hốt trời. Dạ bởi vậy nhân tiện đi, Quang Minh và Hồng Đào xin mời quý vị hãy xem một mẫu kịch đời thường xảy ra trong đời sống, kịch đời giữa đời kịch. Dạ mời chúng ta dõi. Có ai gọi đây? Hello. Dạ em là chị. Sao chị? Chị muốn gặp vợ em hả? Dạ dạ em chờ em xíu. Em hả? Cô chị Thu nói chuyện. Ê, trời, trời, trời. Nói em không có nhà. Sao vậy? Nói em bận rồi. Không, nói giùm anh đi, khách hàng của anh mà. Ôi làm bộ nói em đi, trời ơi. Nói đi. Anh lỡ rồi, nói. Em ghét cái bà này lắm. Sao vậy? Trời ơi, tôi em ghét cái bà này lắm. Lỡ rồi em, khách hàng của anh mà. Em nói anh nghe nè, trời em ghét cái bà này, em trời mới nói nhiều vô cùng vậy đó. Mà giọng đâu nheo nhéo ở trên trời vậy đó. Ui khổ ghê đó. Hello, chị Thu hả? Dạ, trời ơi, sao lâu quá chị không gọi em vậy? Em nhớ chị quá trời luôn vậy đó. Dạ đúng rồi đó, nhớ nhất là cái giọng mà quanh vàng thỏ thẻ của chị á. Dạ, dạ, dạ chị nói đi em nghe chị nè. Dạ em lắng tai nghe chị nè. Dạ em đang nghe kỹ lắm, chị cứ nói đi chị. Dạ. Đó đã đem. Bay đi. Dạ, 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 chị ơi, chị ơi, chị ơi, alo, alo, em không nghe gì hết chị ơi. Hình như là mất sóng chị ơi, ok thôi ba chị nghe. Dạ, dạ, ba chị gặp sau. Rồi nè. Thôi rồi. Nói như thế không? Đó là diễn đó. Ngoài đời là diễn đó. Anh ơi. Gì đây? Trời ơi, mỗi lần mới diễn anh ơi tôi sợ liền. Gì đây? Em nói nghe nè, anh đi đón con giùm em nha, em đi shopping nha. Trời. Em có hẹn với... anh ơi, em nói nghe nè. Mấy hôm nay nè em đăng báo cho xe phòng á. Ở đó, coi nhà mình còn cái phòng dư em cho xe rồi. Cái gì? Hả? Anh nói thiệt, em ở nhà anh sợ người lạ vô ở lắm, không tự nhiên anh ghét xe phòng mới tự nhiên cho xe phòng mà. Có cái gì đâu anh, bây giờ nhà mình có cái phòng dư biết không, mình cho xe lấy mấy trăm. Trời ơi xăng bây giờ mắc quá, lấy mấy trăm đổ xăng đi vòng vòng chơi anh. Trời ơi, nó chẳng nghe trời. Em nói nghe nè, người ta gọi tới, tới liền giờ nghe. Cái gì? Mà nếu có cho xe phòng ai hỏi đừng nói cho xe phòng, nói bà con vô ở nghe. Trời ơi. Đó, rồi em đi á. Trời, nhưng mà em ơi. Em hẹn với bạn em rồi. Trời, tôi nói thiệt với quý vị nha. Nhà đang ở có người lạ vô tôi không thích chút xíu nào, mất tự nhiên. Mà tự nhiên hôm nay có cho xe phòng mà. Tôi ghét nhất là người lạ vô mà. Ai đây? Dạ, chào anh. Gì đây? Cho em hỏi, ở đây có cho xe phòng phải không anh? Đó, thấy chưa? Trời đất ơi, tôi ghét nhất cái xe phòng. Người ta nói lửa gần rôm có ngày nó cũng cháy.
mà này phải rôm nữa, mà là xăng, xăng super nữa. Quý vị làm chứng giúp em nha, hoàn cảnh đưa đẩy chứ phải em muốn nha. Số đó vậy rồi, số hưởng. Ở nhà cho xe phòng em. Dạ. Em xin giới thiệu, em là Lan. Em vừa đi học vừa đi làm, với lại em chưa có gia đình. Trời đất ơi, bà chưa có gia đình. Trời ơi, sao ai mà chịu nổi. Em là Lan hả? Dạ. Còn anh giới thiệu với em, anh là Điệp. Anh cũng chưa có gia đình. Ủa, chứ nãy em gọi phone tới có chị nào chỉ đường cho em, em tưởng đó là vợ anh chứ. À, không, không, không phải vợ anh, mà là má của hai đứa con anh. Anh vui tính quá. Mời em. Trời ơi, đâu mà nó tròn quá. Vậy thôi mình vô vấn đề nha anh. Hả? Vấn đề gì em? Thì chuyện xe phòng đó. Vụ xe phòng quên, chóng mặt quá quên. Dạ. Sao anh em? Ơi, anh coi nè anh. Hả, coi dạ, hả? Anh coi nè anh, anh coi nè anh. Anh coi nè. Trời đất ơi, sao mà nó trắng quá vậy? Ủa gì trắng anh? À, không, không, cái tờ báo trắng. Dạ, à. Nè, anh coi nè anh. Thôi, em đừng khung nữa, em ngồi xuống anh cái. Dạ. Em khung anh, chóng mặt quá. Cái số này. À, sao em? Dạ anh ơi, trong báo nói cho xe 400 phòng phải không anh? Ờ. À. Anh ơi. Em còn đi học, anh làm ơn anh bớt chút xíu cho em được không anh? Đó trời ơi, nó hoàn cảnh nó đẩy qua hoài. Trời ơi, anh nói em nghe nè, tiền bạc đối với anh thì nhiều khi nó cũng cần thiết, nhưng mà cũng đôi khi không thành vấn đề em. Tiền là giấy mà, đốt là cháy, còn tin là bụi mà, thổi nó bay. Đời phù du lắm em. Chứ về phù mỏ nha. Ừ. Bà lanh ghê. Thôi anh nói em nghe nè, trong báo vợ anh ghi là 400 phải không? Dạ. Thôi em còn học sinh mà cũng chưa có gia đình, thì anh bớt em chút đỉnh. Thay vì lấy em 400 tháng, anh lấy em 40 tháng. Hả? Anh nói 40 một tháng anh? À thôi vậy đi. Trời anh dễ thương quá. Anh dễ thương quá. Với lại anh sao ơi em? Ở trong báo nói không cho nấu ăn phải không anh? Dạ không có nấu ăn. Nhưng mà anh làm ơn cho em gửi chút xíu đồ ăn trong tủ lạnh của anh được không anh? Trời ơi, tưởng chuyện gì, chuyện nhỏ. Gửi em còn được chứ gửi đồ ăn. Được rồi. Nhưng mà em gửi gì nè? Dạ thức uống á, thì em để thùng bia. Trời ơi. Dạ còn thức ăn á, thì tiết canh. Trời ơi. Dạ lâu lâu cái dê xào lăn anh. Trời ơi. Với lại hộp vịt lộn nó được không anh? Trời ơi em. Em đàn bạn gái ăn toàn đồ nhậu không nha em? Trời ơi anh không có biết. Ăn mấy cái đó nó không có tinh bột, nó không có mập. À. Dạ. Kiểu diet mới giờ đó hả? Dạ. Hèn chi em ăn hộp vịt lộn riết người em giống với hộp vịt lộn nha. Cái môi ấy đỏ giống như dĩa tiết canh nha. À, được rồi, dễ, được rồi em, được rồi. Dạ. Được rồi. À. Ý mà nữa anh ơi. Uống gì nữa em? Dạ, trong báo nói không cho hút thuốc lá phải không anh? Em, đừng nói anh là em hút thuốc lá nha. Dạ không, không, không có hút thuốc lá anh. Được dạ, đó. Dạ, ừ. Dạ, dạ. Mà kéo thuốc lào được không anh? Trời ơi. Cái bà này bà ở thế hệ nào vậy? Bà ăn đồ nhậu, kéo thuốc lào. Trời ơi, em tưởng em ông già vậy? Không có, anh không có biết gì hết. Người ta hút thuốc á, là một tiếng người ta hút một lần. Khói bay đầy nhà hết á. Còn anh kéo thuốc lào á, một ngày á, anh chỉ kéo hai cử, anh sai 24 tiếng. Sạch sẽ nhà cửa hơn anh à. Trời đất ơi. Thôi phải chấp nhận chứ sao giờ. Không ở nhà nó không có vui. Thôi anh chấp nhận được rồi, nhưng mà em định chừng nào em vô vậy? Dạ, em tính đầu tháng cho nó tiện anh. Gì? Gì đầu tháng? Dạ. Lâu quá vậy em. Hôm nay mới 29 tây à. Chứ anh muốn chừng nào? Ngay bây giờ. Vậy hả anh? Anh nói em nghe, hôm nay anh đang nghỉ nè. Em dọn tới đi cái đồ gì mà nặng, em khiêng không nổi anh khiêng luôn. Mà em mệt anh khiêng em luôn. Dạ. Thôi lẹ nha em. Dạ 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 dạ. Anh đừng hứa lèo nha, anh tốt quá. Anh thôi, dễ thương quá. Thôi em đừng có vuốt nữa, hồi cho em ô phi giờ. Anh chờ anh chút xíu nha anh. Anh đừng hứa lèo nha anh. Trời ơi.
Ba hả? Con mướn phòng cho ba xong rồi nha ba. Trời ơi, có 40 đồng một tháng á nha ba. Trời, mà ông chủ này cũng tốt lắm ba ơi, ông kêu ba dọn tới liền luôn á. Mà ông còn khiêng đồ cho bà khỏi còn mướn mẻ khiêng đồ. Con nói ba nghe nha, cái tivi 62 inch của bà đó, ông khiêng lầu luôn. Thôi ba nha ba, ba nha ba, ba nha ba. Trời ơi, em. Dạ. Em mướn phòng cho ai ở vậy? Ủa thì cho ba em. Trời ơi, vậy mà nãy giờ em vô anh tự mướn cho em. Thì muốn được chuyện phải diễn chút chứ anh. Trời đất ơi. Dạ kính thưa quý vị, nãy giờ quý vị vừa xem một mẫu chuyện đời. Có thể là có một số quý vị khán giả đồng ý, và cũng có một số quý vị khán giả không đồng ý. Và bây giờ tôi xin mời quý vị thêm một mẫu kịch đời nữa, để thấy là trong cuộc sống chúng ta đôi khi cần phải có kịch. Oh my god, unbelievable. I've told her nhiều lần rồi, con nó bị sốt mà má cứ bạc cho nó thêm đồ, nó sẽ sốt còn cao hơn nữa. Em nói nhỏ nhỏ má nghe. I know. Trời ơi, em còn lá nữa đâu. Em đã nói với má nhiều lần rồi, nhưng mà má không chịu nghe lời em. What is this? Hả? Oh my god. Trời ơi. Má. Hả? Má đeo gì cho thằng nhỏ đây? Bùa thầy sáo má mang quê qua con. Trời ơi. Cái này ngang tao nói linh lắm á. Con nít mà khóc đêm đó con, đeo vô nó nín re à. Ơi, bị má. Thằng nhỏ bay khóc quá. Không phải má ơi, bên đây má còn bùa ngải gì nữa má. Trời ơi, nói bùa ngải cho nó bự con tiếng tự lớn nghe chứ thực sự có cái gì đâu. Thầy sáo thấy ướp bông bự bông lại trong đây nè con. Rồi ôi, đeo vô rồi tối rồi cái mùi thơm nó bốc lên mũi rồi nó làm cho cái gì tụi bay nói gì lát lát ghẻ ghẻ tao nghe cái gì. Thoải mái là gì con? À, relax má. À đó, relax đó. Nhưng mà tôi nói má nghe nè. Thôi má đừng có đeo nữa. Sao vậy? Vợ con không thích đâu, má đừng có đeo nữa má. Ờ chứ giờ nó không thích hả? Dạ. Ờ thôi thôi nói má biết rồi má cất chứ có gì đâu con. Má. Có hả? Con nói má nghe nè má. Cái gì nữa? Từ đời sắp tới đó. À. Má muốn nấu ăn, má nấu ăn cho con ăn thôi nha. Ủa sao vậy? Má đừng mời vợ con nữa. Tại trời vì mà... ơi, tao thấy nó đi làm về cực khổ, tao nấu miếng cơm nóng cho nó ăn chứ làm gì mà nó... Không, con biết. Nó ngại hả? Không phải má. Con nói má nghe. À. Tại mỗi lần mà vợ con ăn đồ má nấu á, à, cái tối nào nó cũng than là má nấu ăn làm sao mà tối cái nó bị dị ứng, cái hàm nó cứ ngắt à. Trời ơi, mày nói rồi người ngoài nghe tao gieo tiếng ác cho tao, tưởng tao đầu độc dâu rồi tao bỏ gì vô mà mày nói cho tao. Không phải, tại má nấu ăn má bỏ bột ngọt nhiều quá. Trời ơi, bên Mỹ này sao nha, chứ bên à, quê tao cho như bột ngọt coi như là thuốc tiên đó con. Nhức răng mà nhít biết bột ngọt nhét vô là răng nó tê luôn đó mày. Khỏe luôn á. Má ơi, tê xong hết đau xong mình nay máy rụng liền à. Má đừng có bỏ bột ngọt đường nấu nữa, má kệ nó muốn ăn gì nó ăn má kệ. Rồi thì về bay nói thì thôi, nó không nấu thì tao không nấu nữa. Còn chuyện này nữa má. Chuyện gì nữa con? Vợ chồng con có mua mấy cái CD nhạc của Disney á. À. Cho mấy đứa nhỏ nó nghe đó má. À. Mỗi lần mà con nó muốn ngủ á, má để nhạc nó vô cho nó nghe nó ngủ rồi. Má khỏi cần ru nữa. Má ru vợ con không hiểu, nói má ru làm sao mà nghe thảm quá. Tao ru làm gì đâu không hiểu à. Tao ru trời hồi xưa tụi bay là ngụp lặn ở trong cái lời ru của tao hết trơn á. Tao ru là đèn Sài Gòn ngón xanh ngón đỏ, mà đèn Mỹ Tho ngón tỏ ngón lu. Chứ có cái gì đâu à. Con biết rồi nhưng mà vợ con không hiểu. Không hiểu tao dịch sang tiếng Mỹ luôn mày. Trời. Đúng không? Like Sài Gòn one blue one red. Trời. Like American Tho. American Tho là gì? Là like Mỹ Tho đó mày. Trời. One bright, one dim. Thôi. Rồi cái này thầy dạy tao đàng hoàng à mày. Thôi má. Con nói má nghe nè. Cái gì? Vợ cô nó không thích thì thôi má, thôi. Là có nghĩa là thôi phải không? Dạ, thôi má. Đúc cái CD rồi cho nó nghe nhạc thôi phải không con? Thôi má, thôi. Thì không, má thì má mới qua, bay có gì bay không ưng, bay cứ nói cho má biết không? Dạ, con cảm ơn má. Chứ mà sao tao thấy làm như từ ngày mày rước tao qua tới giờ cái vợ chồng mày gây lộn nhiều hơn phải không con? Má ở đây tuy là ngắn ngày vậy má đi bộ ra kia má gặp nhiều người quen má biết sao má thấy cuộc sống Mỹ với Việt Nam nó khác xa quá. Dạ khác lắm má. Làm như tụi bay cần cái tự do riêng phải không con? Cái riêng tư hay sao á? Làm như coi như cha mẹ với con cái ở xa vậy cái lâu lâu dòm mặt nhau cái đỡ gây lộn phải không con? Không ấy má tính vậy.
bay có chỗ nào quen bay gửi má đi thời gian. Không. Cho hai bay dễ xử. Không, má không làm việc vậy má. Chứ sao? Dứt khoát là má phải ở với tụi con đó. Nhưng mà sao? Con nói má nghe nè, sợ gì hai bên mẹ chồng con dâu chưa hiểu nhau là tại vì vợ con nó bận rộn làm việc quá. Cho nên không có thời gian để tìm hiểu. Từ từ rồi con lo chuyện này má. Má thương con mà. Này má nói con nghe, tao chịu khổ cỡ nào tao chịu cũng được. Nhưng mà mày đứng cửa giữa, tao biết mày khổ tâm lắm. Bên hiếu bên tình con biết, con đứng cửa giữa con xử. Má biết là con khổ lắm, mà má khổ rồi má. Con khổ mình thì má không có vui. Dạ không má. Nhưng mà con cái là được cái là vợ con nó dễ thương lắm má. Không có ý gì đâu má. Vợ mày dễ thương lắm hả? Dạ. Điều này thằng này nó coi bên tình nặng hơn bên hiếu rồi đó nha. Nữa má cứ nghĩ mày, vậy mày tao không dễ thương hả mày? Không. Tao show biếu đi phù nè mày. Yeah. Vì lúc show biếu tôi Huỳnh má dễ thương lắm. Má dễ thương lắm. Nhưng mà từ từ con giải quyết nha má. Dạ. Thôi. Nói chuyện bay thôi. Tao đi vô tao coi nhỏ với hai chồng bay đi mần ăn chứ trễ là chết rồi nha. À đâu rồi? Má. Cái gì? Con nói má nghe nè má. Sao? Má. Hả? Hồi nãy vợ con nó quyết định rồi má. Quyết định gì? Thôi con lãnh má qua đây, má cứ hưởng già đi, má đừng làm gì hết. Thôi kệ, mà kệ đó má. Phải làm. Không, má. Cái gì? Vô con nhỏ. Không. Vợ con quyết định hôm nay dẫn thằng nhỏ đi gửi baby sit rồi má. Ê. Nha. Thôi con vô dẫn đi làm nha má. Con đi làm, coi là. Má. Nhưng mà ta. Con. Mình qua đây tưởng đỡ chân đỡ tay cho nó mà giờ con nó không cho rờ cơm, nó không cho nấu, rồi tôi ngồi thụ lụn đóng đi chi vậy trời. Ê, thôi kệ, đeo bùa thầy sáo vô cho nó relax chút xíu coi. Hay mà làm như bùa thầy sáo qua Mỹ nó hết linh hay sao á, đeo vô nó còn nôn nao thêm nữa. Chị Nam có tin vui giữa giờ tuyệt vọng rồi chị Nam ơi. Nhỏ nhỏ, thằng con tôi nó chưa có đi làm, anh nói nhỏ nhỏ. Chị ra đây, cái vụ mà chị nhờ tôi làm đó tôi làm được rồi. Rồi em. Cái con nhỏ cháu ruột của tôi đó, con nhỏ mà chủ tiệm nail đó. Nó mới gọi tôi, nó nói là nó cần người giống như chị vậy đó. Tôi giùm hai đứa nhỏ con của nó, đứa 4 tuổi, đứa 8 tuổi. Nhưng mà tôi nói anh nghe nè, cháu anh nó có người đàng hoàng không vậy? Trời ơi, chị lo cái gì không biết nè, chị nhìn tôi đó là nó sao, tôi sao nó vậy? Bị nhìn anh mà tôi mới hỏi câu đó đó. Sao chị sắp thông hoài à? Tại tôi lo anh, con thân mình à. Nhưng mà tôi nói anh nghe này, bây giờ anh thương tôi, anh thương cho trót nghe. Bây giờ tôi vô mà tôi nói với thằng nhỏ là tôi đi mần ăn là chắc chắn không bao giờ nó cho tôi đi. Mà tôi ở đây tôi làm khổ con tôi. Không ấy làm sao anh vô anh nói làm sao mà cho nó vui mà nó cho tôi đi. Nó cho tôi đi mà nó cười á. Anh nói giùm được không? Trời ơi, bà sao lãng xẹt à? Sao vậy? Chị là má của tụi nó, chị nói tụi nó không nghe đâu. Tôi lấy tư cách gì tôi nói tụi nó nghe? Biết đâu người lạ nói được chứ tôi nói không được. Anh ơi anh giúp giùm tôi. Mà cái chuyện của chị sao khó xử quá à. Ê chị Năm ơi, chị Năm. Anh to miệng anh quá, anh vô đây không. Vô đây nói nhỏ nhỏ thôi. Tôi bị cái tánh tôi ăn nói lộn mạng quen rồi. Tôi có cách rồi. Cách gì? Bây giờ tôi bày chị cách này nha. Bây giờ chị nói với tụi nó là đi làm là chắc chắn tụi nó không cho chị không đi đâu. Không bao giờ nó đúng cho không? Tôi đi. Thì bây giờ chị đừng có nói với tụi nó chị đi làm. Chị nói với tụi nó là chị đi theo trai. Trời ơi, tao nói cái sàn xóm này nói anh là anh Tư vô duyên, tôi coi nhận anh vô duyên thiệt á. Dẻo không có duyên. Trời ơi, tao tình hình đang căng thẳng, anh nói bậy nói bạ gì vậy anh Tư? Trời ơi, không phải chị ơi, vì tôi mừng quá tôi nói lộn. Ý của tôi muốn nói là chị nói với tụi nó là chị đi lấy chồng đó. Trời đất ơi, nữa vô duyên vẫn còn vô duyên anh ơi. Anh coi cỡ tôi vậy trời ơi, sắp chui vô hòm rồi mà nói lấy chồng ai mà tin anh. Trời ơi, bà này tối ngày coi phim bộ nè, không coi đài tivi Mỹ gì hết trơn à. Sao? Chị không thấy mấy cái đài tivi Mỹ nó chiếu mấy bà già Mỹ 80-90 tuổi người ta còn lấy chồng được kìa, được huống hồ chị. Trời ơi, 80. Mà tôi nói chị nghe, trời ơi cái này là tôi kêu mình giả bộ mình đóng kịch thôi. Cái gì? Chứ đâu phải thiệt. Đóng kịch là nói đi lấy chồng hả? Đóng kịch. Anh Tư ơi, tôi nói anh nghe này, cả đời tôi đâu biết kịch quạt là gì đâu anh. Trời ơi, bà con cô bác ơi, bà nói bà không biết đóng kịch là bà con tin không? Tôi nói chị nghe, cái trán của chị nổi nguyên một chữ kịch lên kia kìa. Ông anh này đừng có giỡn nữa mà, thiệt có giỡn sao? Tôi phân tích cho chị thấy nè, con cái ở đây đó, có ai mà không muốn cho cha mẹ mình vui, đúng không? Nó muốn tôi vui. Có đứa con nào mà không muốn cho cha mẹ mình hạnh phúc. Thì nó thấy tôi hạnh phúc, nó vui. Thì bây giờ chị nói với tụi nó, chị đi lấy chồng. Chị lấy chồng là chị có nghĩa là chị vui, chị có hạnh phúc rồi. Thì bây giờ chị vui vẻ, có hạnh phúc thì con cái nó phải vui, nó chấp nhận cho chị chứ.
Anh bây giờ cái này có duyên á nha. Được, có duyên á. Bây giờ tôi nói tôi đi lấy chồng. Nó vui nó cho tôi đi lấy chồng. Nhưng mà rồi giờ ai làm chồng tôi giờ, trời ơi. Trời ơi. Trời má. Gì vậy bà? Trời gì vậy má? Chồng kịch 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 kịch. Diễn. Má. Con à. Má, cái hôm nay là chuyện gì vậy má? Không có, giới thiệu với con. Đây, honey của má. Trời ơi. Mật, mật ong á, mật ong. Đích đi, đích đi. Do nít pha đờ. Trời ơi, chạc ơi. Trời ơi, má. Hả? Má hôm nay con thấy má thì ở trong nhà không à. Má đi đâu ra đường tự nhiên hôm nay má có honey nữa, trời ơi. Đâu có đâu, bị sáng sớm á. Má thức dậy má không biết làm gì, cái má đi ra công viên đó, má dạ. Tập thể dục ngang dạ. Cái má đang tập tai chi vậy nè con, đó mà nhìn qua cái nách má thèm cái má kết liền à. Con em nó không tin ha. Bây giờ em đọc thử một bài thơ mà cái lần đầu tiên mà em gặp anh, em email qua cho anh á. Đọc cho nó nghe đi. Anh Tư ơi, cái này trong không có trong tuồng. Trời đất ơi, tự nhiên hồi nãy anh đâu có nói thơ, bây giờ nói thơ tôi xịt thơ đâu ra anh. Chị không biết cái gì hết. Tình yêu là phải có thơ, có văn rồi nó mới tin chứ. Bây giờ chị nhìn vô cái bản mặt tôi, chị đọc bài này. Rồi nè. Con ơi, con nghe má đọc thơ tình nghe con. Từ ngày em quen anh, răng của anh hai hàng trắng thật đều. Bây giờ em yêu anh, răng của anh nó vàng đi chút xíu. Bị hút thuốc nhiều quá. Bỏ hút nhiều quá vàng. Thôi nha. Hai người vậy rồi. Không, bây giờ vậy. Bây giờ hôm nay nha. Anh nói đi anh. Bác tới đây bác trịnh trọng tuyên bố với cháu một điều. Hôm nay bác tới đây để bác rước má của cháu về nhà của bác. Má của cháu về bển không cần phải làm lụng lo lắng gì hết. Đúng rồi. Chỉ giữ hai đứa. Đứa 4 tuổi, đứa 8 tuổi. Bao ăn ở, lương tháng 1.500. Trời ơi. Trời má ơi bác. Bác nói con bác cười quá. Bác rước vợ về mà con tưởng bác rước má con đi làm giữ baby sit. Lộn. Không phải, ý của bác nói là má của cháu về bệnh đó, là ở không cần làm lụng lo lắng gì hết. Hai đứa con của bác đó dạ. Nó cho bao ăn ở, có nghĩa là cho lo lắng cho má của cháu bên đó, rồi còn cho hai vợ chồng già 1.500 nữa. Dạ, đúng rồi đó con, sướng lắm con ơi. Nhưng mà con thấy không được đâu má ơi. Thôi bây giờ vậy, nè. Sao? Thôi đi, bây giờ em vô lo soạn quần áo đi. Rồi. Để anh về nhà cái anh cũng lo chuẩn bị clean up phòng ốc này cho nó sạch sẽ, cái anh qua nước em về. Đưa nàng về Vinh ha. Đưa nàng về Vinh nha. Rồi bây giờ về đi. Quên còn cái vụ này quan trọng nè. Cái gì nữa? Cần đám cưới rồi, trước khi về phải hung cái chứ. Trời ơi, cái gì vậy? Ê. Trời ơi. Bác hung má của con một cái đã quá bình ơi. Trời ơi trời. Trời ơi má. Nãy giờ má đang giỡn không phải không má? Không phải chuyện thiệt phải không? Con, má có bao giờ má giỡn với mày đâu. Thôi giờ má tuyên bố luôn nghe con. Tuyên bố. Má xin phép con cho má đi lấy chồng. Trời ơi, tôi nghe má tôi nói lấy chồng tôi nổi da gà luôn á má. Trời ơi, tao còn nổi da gà không hồ chi mày. Trời ơi, má ơi, tóc má bạc trắng rồi má. Trời bạc trắng tao nhuộm lại hồi mấy hồi mày. Nhưng mà... Mày con, mày quê quá. Mày qua Mỹ mà mày không ấp đắt gì hết trơn à con. Sao? Trời ơi, hỏi con nè, con nghe Mỹ người ta nói không? Sao má? Live today mà die tomorrow, con biết không? Sống nay chết mai. Trời. Phải yêu cuồng sống dội chứ con. Trời ơi, thôi má ơi, nhưng mà không được. Má có biết là năm nay má bao nhiêu tuổi chưa? Yes, I do mày. Trời ơi, má sổ tiếng Mỹ rồi lấy chồng nữa. Nhưng không. Mà đây má nói mày nghe nè, cái này nghe. Bây giờ đó má tuyên bố là má tìm được hạnh phúc. Má đi về nhà chồng, con vui không? Con vui không? Thì dĩ nhiên là con vui rồi. Nhưng... Bây giờ má tìm được hạnh phúc, con có hạnh phúc cho má không? Má. Cái gì? Má nói má hạnh phúc, sao cặp mắt má đỏ vậy? Mày không tâm lý gì hết trơn trụi à. Mày biết người xưa đó, con gái mà trước khi đi về nhà chồng á, trời ơi, người ta khóc như mưa á mày. Trời ơi.
Trời ơi, má tôi mà là con gái về nhà chồng. Trời ơi, không được đâu má ơi, con thấy không được, chuyện này không được. Không, má đi, mày cho vui vẻ cho má đi, bị gì má đi vì hạnh phúc của má mà. Nhưng mà tao nói nghe nghe, tao mà ra khỏi cái nhà này rồi đó, hai vợ chồng nghe kính trên nhường dưới, đừng có gây lộn gây lạo đó, má rầu lắm con biết không. Còn thằng nhỏ, thằng cháu nội má nghe, ráng lo cho nó cho đàng hoàng á. Còn nếu mà tụi bay mà cần gì má đó, nói một tiếng, tao bỏ chồng tao về với tụi bay liền nghe không. Nghe con, thôi tao đi vô. Mới đâu vậy má? Tao vô tao gọi phone tao book make up cô dâu. Má. Cái gì? Nhưng mà má ơi, cô nói thiệt, nếu mà thật sự má vui vẻ, má hạnh phúc, cô đồng ý liền đó. À. Nhưng mà ở bên này chỉ có hai mẹ con mình à. À. Lỡ như má có chuyện gì má lo cho thân má được hay không? Con không yên tâm chút xíu nào hết á. Con à, con đừng có lo cho má. Con biết không, ông trời đó, ông cho những người đàn bà như má nhiều đặc ân lắm con à. Con biết ông trời ông cho con nhiều má nè, đôi vai cứng cáp nè, bàn tay khỏe mạnh nè, để ôm tất cả những đứa con vào lòng. Ông trời ông còn cho má cái sức chịu đựng đau đớn để mà mang nặng đẻ đau. Ông cho má nghĩa là những cái sự kiên nhẫn để lo cho chồng, cho con vui vẻ. Má. Ôi mà... cho nhưng mà tao nói mày nghe, ông trời ông cho nhiều quá, ông cũng lấy lại mày ơi. Tao nói ông cho đủ thứ, nhưng mà rồi ông cũng cho đàn bà như má một cái điểm yếu, là những giọt nước mắt. Cho nên khi mà con thấy những người đàn bà như má mà khóc á, thì con nên vỗ về an ủi họ. Còn nếu như con vỗ về an ủi mà họ vẫn không nín được á, thì con phải làm cho họ yên lòng bằng cách là con phải vui vẻ cho má đi nghe con. Thôi má đi. Cái thằng tao đi lấy chồng làm dữ. Má. Cái gì? Gì? Hết kịch rồi má. Kịch nào? Kịch ở trong kịch hay kịch trong ê ra? Cả hai. Cũng hết rồi hả? Dạ. Nét mình trong ảo người cũ mà say như thấm ngàn chung rượu nồng như trăng đừng giấc nửa đêm nhớ chuyện giữa vào đời sông đường phố. Mở nhạc nhỏ nhỏ nghe cả lương chút coi. Trời ơi, biết mới mua cách xét rồi. Rồi bây giờ nhạc Mỹ nữa. Tắt. Thà tắt hết vậy đi. Nhạc thanh thúy vừa cả lương vừa nhạc Mỹ nữa. Ồn ào quá trời ơi, bao nhiêu cái là hàng hóa đủ thứ mà bà mén đâu. Có ai thấy con mén không? Mày ơi! Con mén nhà chơi bên ông Thiếp. Bà đi đâu mà mén? Trời ơi! Nhà công việc đầy đầu mà. Thiếp Tư ơi! Con mén nhà chơi bên ông Thiếp. Trời ơi! Mén à! Mén! Mén! Không có mén mà có bài trà được không? Chào lại! Tên ta tên Lai. Tên Lai. Cứ Lai hoài à. Chào anh Bảy Trà già. Trời ơi trời. Bảy Trà được rồi, đừng có già. Anh qua đây làm gì đây nè? Nè. Dê nữa phải không? Trời. Dê đâu mà dê trời. Sữa dê. Chứ không phải dê. Đem sữa qua cho hai mẹ con uống nè. Tôi nói anh rồi, anh đem sữa qua cho mẹ con tôi uống á thì anh phải lấy tiền chứ, không có lấy tiền tôi không có nhận đâu ạ. Lại
Nãy thì like, bây giờ thì lãi. Không phải, tôi tức thiệt đó nha. Cái trái tim của tôi thì lúc nào cũng lai hết à. Mà sao mà mở miệng ra nó cứ lai hoài. Tức ơi là tức kìa. Thôi, để sửa đó giùm tôi đi. Nè, cầm tiền đi nè. Lai, trời. Sao vậy? Tiền là rôm là rác lai. Quan trọng nhất là cái tình của tôi đối với lai đó. Đó, bây giờ mới kêu tên tôi đúng đó, lại. Thì không lại. Lại nữa à? Không phải, lại không biết đâu. Tại vì cái đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về lại hết à. Tôi nghĩ tới mức độ đêm nào tôi ngủ tôi cũng nằm mơ thấy lại hết. Có bữa tôi nằm mơ tôi thấy lại bị bệnh, bệnh liệt dương. Hả? Mơ thấy tôi bệnh liệt dương? Bệnh liệt dương. Liệt dương. Đúng rồi. Bệnh liệt giường phải không? Bệnh liệt giường. Giường. Đó, rồi tôi mới nấu cà ri ni cho Lai. Rồi tôi bóc cho Lai ăn. Lai đừng có sợ, người Ấn Độ tôi ăn bóc không à. Nhưng mà rất sạch sẽ, trước khi ăn có chùi tay đàng hoàng. Đừng có sợ Lai. Rồi có bữa tôi nằm mơ, tôi thấy Lai đang đi vậy à. Rồi có bị một chiếc xe ba gác, rồi có rầm văng lên trên trời, rớt được cái bẹt một cái đem bên vô bên viên. Ôi mơ gì mà ác dữ vậy? Không có. Có nhiều khi tôi nằm mơ một giấc mơ rất là lan man. Gì lan man? Giấc mơ lan man. Lan man? Lan man. Lan man phải không? Lan man đó. Tôi nằm mơ tôi thấy tôi là hoàng tử Alibaba. Ghê không? Còn lại là 40 tên cướp. Cái gì? Nói luôn. Tôi nằm mơ tôi thấy lại là công chúa Thorandot bị 40 tên cướp bắt vô trong rừng. Tôi mới chạy trong rừng tôi tìm lại. Lại đâu rồi? Lại ơi lại. Lại đâu rồi? Lại đây rồi. Là dục. Sao dục vậy Lai? Không được, tôi không nhận hoa đâu. Lai không nhận thì bây giờ tôi nói thiệt với Lai nè. Ngày hôm qua đó, tôi mới nhận điện tín của cha tôi nè. Cha tôi bắt tôi phải về Ấn Độ lấy vợ đó. Bộ nói vậy anh Bảy thiệt tính bỏ cái xóm nhỏ mình đi hả? Thiệt đó, cha tôi bắt mà. Đi về bển lấy vợ hả? Thiệt, tôi đâu có muốn đâu. Thì nghe lời ba anh đi. Trời, Lai. Sao Lai nói vậy Lai? Nhưng mà tôi không muốn xa cái xóm nhỏ này Lai. Tôi muốn ở gần Lai. Để mỗi ngày Lai có sữa tôi lại uống. Cái gì sữa của anh? Không phải. Sữa dê chứ phải sữa tôi. Nhận đi Lai. Để có sữa mà bú Lai. Không, tôi lồn. Không phải, để con mé nó có sữa nó uống, sữa dê bổ lắm Lai. Chịu đi Lai. Bực mình. Nhắc Lai. Con mé đang bực mình còn gặp anh nữa à. Hả? Ai làm Lai bực mình? Ai làm Lai bực mình tôi quýnh chết mẹ nó luôn. Thì anh với ai? Hả? Sao vậy? Mà tôi đã nói anh rồi. Tôi nói hoài à. Tôi ở vậy tôi nuôi con nè, cho con tôi nó đi ăn học. Thờ chồng tôi ở vậy suốt đời không có bước đi bước nào nữa hết trơn á. Trời, bà nói bà không bước qua bà bước cả chục bước kìa trời. Ừ. Thì tôi bước lại nè. Thôi được bước lại. Nói lại nghe nè Lai. Bước thì bước mà thờ thì thờ Lai. Anh ở trên cao anh nhìn xuống thông cảm hai đứa mình mà Lai. Nhớ Lai. Tôi đã nói bước không đi Lai. Sao không được Lai? Đã nói không được là không có được mà. Sao không được Lai? Dù gì tôi
tôi cũng là người phụ nữ Việt Nam mà. Trời, lại nói gì lại một người phụ nữ Việt Nam không biết yêu hả lại? Người phụ nữ Việt Nam yêu dữ dội lắm lại. Là thấy không, bà Trưng, bà Triệu cũng biết yêu vậy lại. Bà Trưng cũng có chồng, bà Triệu cũng có chồng vậy. Chồng của bà Trưng là ông Thi Sách, chồng của bà Triệu là ông... Ông gì? À, là ông Triệu. Thôi lại, đồng ý đi lại. Lại. Lại đồng ý đi lại. Bây giờ anh có ranh không? Rất ranh lại. Đi bò sư dê đi. Lộn xộn ngoài, nó nói hoài. Lại làm tôi bị quê. Nhưng mà lại, tôi đi. Lại ở lại ráng suy nghĩ nha. Chuyện gì? Bước thì bước mà thơ thì thơ nha lại. Thôi đi đi mà, trời ơi. Lại. Có đi chưa hả? Thơ thì thơ mà bước thì bước cho lại. Đi chưa? Lại. Nè, quên sữa nữa nè. Trời. Nói không được rồi mà cứ muốn nói hoài. La giảm này la sợt mền, la giảm xà ha. Thêm sườn. Chả là cây ai có tiền thì xin lên các hỏng có cho là ngộ hỏng tiền à. Không có tiền cho ngộ trái tim à. Cho ngộ tim rồi lấy chất luôn à. Trời sắc bèn, sắc bèn á. Kêu có tàu hủ tiếu à. Mà từ sáng tới giờ giờ mới có. Bộ đông khách không còn quên tôi luôn rồi phải không? Đâu có đâu, trời ơi, thương lại dữ lắm á. Mới bưng vô cho người khác lập tức ăn tại chợ á. Thím ơi, từ hẻm vô có 200 nước à. Thím đi từ sáng tới giờ. Trời ơi, phải thông cảm cho ngộ chứ. Cái bàn chân ngộ bó từ nhỏ là nhỏ xíu à. Đi dài không có lượt, phải vừa ly vừa hát nó mới đi được. Phải là ai có tiền thì xin lâm cát à. Xin chả là lỗ hết trơn vậy. Đi đi trời ơi, lau gội rồi. Bây giờ đây ngộ bưng ra, ngộ làm lóng rồi, ngộ bưng vô cho lị nha. Thôi, thôi thôi được rồi, thím thím thím. Hả? Được tôi ăn được rồi. Sao vậy? Gội tôi cũng ăn mà. Ngủi hả? Gội tôi cũng ăn. Ăn ăn thím. Trời trời, lấy lên cho. Bưng ra, bưng vô. Trời mà đói. Ôi cái gì? Thôi khỏi khỏi lâu, lần sau khỏi lâu nha. Cái này là việc dây trùng á. Ôi thím ơi, mà thím có thấy con mén nhà đâu không? Đi sai đi mua cái tô mì đi sáng luôn tới giờ luôn đó. Ủa, con mén lá cây có tô mì nó về liền rồi mà. Thím cũng thấy nó ngoài hả? Không có. Đi đâu ta? Ê trời đất ơi, con mén nó hủ len lắm nha. Coi chừng nó bị bắt cóc ta. Gì bắt cóc thím ơi, ai bắt? Trời đất ơi. Hả? Che lại ơi, che lại không biết chuyện gì hết hả? Chuyện gì? Ngộ nè. Hồi xưa lúc mà ngộ còn nhỏ đó, ngộ bị bắt cóc á. Thím bị bắt cóc? À. Thiệt không? Trời đất ơi, cả sao mai cũng biết mà có mình Lị không biết hả? Chuyện này tôi chưa có biết nha. Kể tôi nghe coi thím. Cái này nói nghe là một mình Lị biết cái chuyện này thôi nghe. Nói thiệt ra đó, ngộ đó, gọi Từ Hy Thái Hậu bằng bà cô đó. Thím ơi, thím xạo quá thím ơi. Hả? Bà Từ Hy Thái Hậu bà có người con duy nhất à, à? Là ông vua Phổ Nghi. Ừ. Cung tần mỹ nữ nhiều lắm nha. Đúng vậy. Bất lực hả? Con bất lực đó con. Mụ chơi hả? Mụ chơi. Trời đất ơi, tội nghiệp quá ha. Ừ. Cứ tưởng tượng coi là trời đất ơi, coi như là cung vua, nhà vua vậy ha. Ở ngoài là thái giám ha. Ở trong vua mụ chơi ha. Cung tần mỹ nữ đó chẳng có làm cái gì. Để ngó chơi. Hả? Để ngó chơi vậy đó mà. Trời đất ơi, nó dòm nó chảy nước miếng thôi hả? Mà thôi thím ơi, hả? Chuyện này cả thế giới ai cũng biết mà sao biết thím không biết rồi lúc đó thím đâu? Thím đâu ra thím nói tôi nghe coi. Trời ơi, lấy từ từ lấy ngộ kể cho bạn nghe nè. Thấy nè, bà Từ Hy á, ai cũng biết hết á. Nhưng bà Từ Hy có một bà em gái, cái bà này xấu quắc cả. Không ai biết hết trơn á, tên là Từ Tốn. Từ Tốn? Dạ. Yeah. Bà Từ Tốn bà có 5 người con trai rồi. Ngộ là cháu nội của cái người con trai út tên là Từ Từ. Trong khai sanh ngộ là Từ Trần. Từ Sương. Thấy le dấu tích hoàng tộc còn trên người ngộ nè. Thấy cái chân bó nhỏ xíu không? Lè. Không. Bó rồi đó hả thím? Bó rồi. Bự dữ vậy. Hả? Bự hả? Bự hơn chân tôi nữa nè. Trời đất ơi. Ừ. Nhiều khi nó bó lộn á, thay vì nó bó bàn chân nó bó cái cẳng làm giống xí quách quá trời à. Thôi, thiệt là nó. Mà như vậy là hoàng tộc đó phải không? Hoàng tộc lặng quằng đó. Hoàng tộc đó phải không? À, vua chúa đó. Để qua Việt Nam bán mì hoành thánh chi ạ? À?
ông có lời nói nghe lại lấy kể cho nghe. Cái thời hồi xưa đó, nước Trung Hoa nó loạn lạc lắm á. Cái gia đình ngộ mới chạy giặt biết không? Rồi. Cái chạy giặt cái ba ngộ lói bụng á. Cái nói ngộ đi ra ngoài hẻm mua mì cho ba ngộ ăn. Cái bọn cướp nó nhìn thấy cái chân ngộ nó biết là con vua chúa nè. Nó bắt cóc ngộ, nó lòi tiền chuột. Mà ba ngộ là người Tàu đó. Nó chỉ thương con trai, nó không có thương con gái. Nó kệ mẹ ngộ à. Trời, nó để bọn cướp bắt luôn vậy á. Kỳ quá vậy. Xong rồi bọn cướp bán rẻ ngộ cho gia đình chú Thần á. Gia đình chú Thần không có con. Ảnh ngộ vậy nè. Cái đi tìm đường làm ăn buôn bán. Cái leo lên cái Tàu là chèo Tàu qua, chèo Tàu lại, chèo qua chèo lại. Cái tới cái nước Việt Nam á. Cái lúc tới nước Việt Nam á nha, cái bước xuống vậy, gia đình ngộ có ba người mà đi bằng Tàu, nó gọi ba Tàu từ đó đó. Trời ơi. Nói thiệt. Đúng rồi, biết rồi, tin rồi. Nhờ Thiến mà tôi mới biết lịch sử ba Tàu của nha. Trời ơi, nói thiệt mà. Thiệt vậy à? Đó, đó là gia đình chú Thọ thương ngộ như con vậy á. Cái chuyện, cái bí quyết coi như là lấu hoành thánh mìn á. Lẽ cái tài sản là cái xe mìn ở ngoài lầu hẻm đó. Nghe ra bà nói nghe là tội nghiệp lắm. Ông ba ruột của ngộ đó. Vậy sao hối hận qua muốn đón ngộ về Tàu. Vậy à? Bà ngộ đâu chịu về đâu. Sao vậy? Ở Việt Nam quen rồi. Nó vui quá. Xóm mình vui muốn chết à. Ngộ không có về, ở luôn đây nè. Chị à? Bây giờ á, coi như là ba ngày ăn xì dầu là một ngày ăn nước mắm á. Thiệt á? Trời ơi, vui muốn chết. Trời đất ơi, vô đi trời ơi. Khảo xét. Trời ơi, nó ngủi bây giờ khảo xét. Nguội nó cũng nguội rồi. Hả? Thiệt, nghe Tím nói bắt cóc tự nhiên lo quá à. Ôi trời đất ơi. Hả? Cái con mẹ này. Sao vậy Tím? Trời ơi, con nó chưa về mà dám ngồi ăn mì hả? Trời ơi, con mẹ là ác ôn quá à. Coi vậy. Tím ngó nhà giùm tôi. Hả? Tôi đi ra hẻm tôi coi nó một vòng coi sao có ra đâu, xong rồi tôi về liền. Đi dễ dạ nha. Tím ở đây nha. Ngọ còn buôn bán á. Tôi đi, tôi biết rồi, tôi về liền nha. Nhớ nha. Về liền. Ngọ chạy không có lượt nhanh đâu nha. Trời đất ơi. Tội nghiệp cái phô mì để nó nguội à, tội ghê á. Giống như là công tật. Lại ơi, lại. An Bái Trà, nǐ shàng qǐ hǎo bā? Chào chị hai cung ba. Hả? Ê, chào Bái Trà già. Ngộ là có tên lằng quằng á nha. Lâu phải là cái con ba con lít nó quay vòng vòng mà nói chị hai con ba. Bây giờ chị cho tôi có hai cái chân của chị coi. Lấy lẹ. Đó. Hai cái chân của chị nó y chang như hai cây con ba vậy đó. Mỗi lần chị đi cà quẹt thì không hai con ba chứ hai cái gì bà. Trời đất ơi, cái vậy là không có biết cái gì vậy là thâm cung bí sử à. Trời. Bà đừng có nói tôi bà là cháu của Hoàng Châu Cá Cách nha. Hoàng Châu Cá Cách là thím dâu của ngọ. Trời. Thím dâu bà là Hoàng Châu Cá Cách. Chắc tôi cháu ngoại của ông ghen đi bên Ấn Độ quá. Thôi đi anh Bãi ơi, trời đất ơi, cháu ngoại gặm đi ở bên Ấn Độ cho rồi đi qua Việt Nam được thổi vắng làm gì, được bán sữa về nữa chứ. Sợ quá à. Thôi bà lanh qua đi. Vậy sao bà không ở bên Tàu, bà làm Hoàng Châu Cá Cách đi, bà về để bán hủ tiếu. Trời ơi, không nói chuyện với anh Bãi thôi đó. Tôi mệt, bà ồn ào quá à. Ồn cái gì bà ồn. Trời ơi. Sao nó bả Tàu nó ồn. Thôi, lai, về chưa lai? Suốt ngày là lai không à. Lai. Anh Bãi. Gì? Ba Tàu tôi gọi là anh thất á. Gì? Dập lại lá. Bà nói nhỏ nhỏ đừng nói lớn nha. Nói nhỏ vậy lằng quằng á, tới đây nói nghe nè. Gì đây? Anh Tẩy. Ờ. Lắp lại lại sợ là quẳng thờ là sủ lè phẳng lằng ha. Lén sàng lặng tặng luồn tùng luồn phẳng gạt chư sạc cái lè lại lại sẵn lặng tùng lặng phẳng lặng sàng lặng to chè. Sẽ có chứ hả? Xin con mày xin xin bây giờ mày xin ông mày xin ông xin ông xin ông xin không hiểu gì hết. Trời ơi, tôi là người Ấn Độ nói tiếng Việt không hiểu rồi mà nói tiếng Tàu ai mà hiểu? Mà nói tiếng gì đó? Ngộ nói ngộ còn không hiểu ai hiểu nữa. Trời ơi, vụ gì? Không có bị là nói xấu người ta, không giáo nói tiếng ghét. À, mà nói cái gì mà nói xấu? Nói nè, suốt ngày anh phải qua cái tiệm con lại hoài à. Nó nghe là lừng có thương con gái Việt Nam. Trời ơi trời. Hả? Con gái Việt Nam ngồi một đống dưới đây mà nói xấu con gái Việt Nam ha? Không có đâu, tôi chưa có nói hết. Tôi nói con gái Việt Nam nó hủ len lắm, lừng nó nói nó giàu lên nó quánh tôi thấy mẹ bây giờ á. À. Sao? Ý là nói là con gái Việt Nam á, nó lâu rồi ăn không có ngon. Ê, sao nó không ngon nó lại, sao nó không ngon? Con gái Ba Tàu nó lâu rồi ăn mới ngon.
Việt Nam con gái nó cho ăn canh xôi không à, còn ba Tàu nó cho ăn canh hầm. Canh xôi là canh gì? Là nước canh nó sôi, nó bỏ dao cho nó bắt ăn liền, không có bỏ. Còn ba Tàu nó lẻ cái nồi là nó cho xăm vô, nó cho thuốc bắc vô, nó cho gầu pín vô nha. Nó hầm ba ngày ba đêm nha, nó dâng một chén canh nha, uống vô là thức tới sáng ôm cái quần chạy vòng vòng nữa. Hey! Trời ơi, thôi. Bà đừng có suối bậy nha. Tôi đang ở một mình, uống nước sẫm tối sẽ cái quần chạy vòng vòng làm cái gì? Lì lái á. Đâu có lo lắm mát, có lái hoài à. Trời ơi, thôi, bà suối bậy mà tôi mệt quá. Tôi đang kiếm lai nè. Lai. Thầy cái lai hoài à. Về chưa lai? Có đi tìm con đó rồi. Hả? Con sao tìm? Con lại bị bắt cóc rồi. Hả? Cái gì? Hả? Con men bị bắt cóc. Con men bị bắt cóc thiệt hả? À đúng rồi á. Nó bị bắt cóc rồi đó. Trời đất ơi trời. Tôi nói ra là đúng rồi đó, làm cái gì dữ à, con mén nó bị bắt cóc rồi, con lại nó đau khổ lắm á. Nó chạy ra ngoài đường á, trời ơi tóc nó bay bay giống như là mùa thu lá bay vậy đó. Trời ơi. Nước mắt nó chạy giống dòng sông ly bẹt rồi đó. Nó xấu quá, nó không có đẹp bằng họ đâu. Trời ơi. Tại sao bà không nói sớm để tôi kiếm con mén về, không phải lại khổ. Không được à. Trời ơi, ngộ bỏ cái tiệm lâu quá rồi, bây giờ ấy ngộ về ngộ lóng cửa tiệm vô là ngộ đi tìm con mén cho. Tìm giúp một cái lẹ nha. Hay có tiền thì xin lem két nha, không có cho lại ngộ không tiền. Lê, đi tìm con bé bị bắt cóc, bà múa tới sáng ha. Bà có cái chân nó bó, hãy múa mới lên được. Trời đất ơi, chân bà bó ha. Tôi cho bà chạy luôn nè. Chạy gì? Hey, trời đất ơi, hey, không có lượt. Nghe. Trời đất ơi. Trời ơi, bà này bắt khùng. Trời ơi, bà này bắt khùng hay sao trời? Lai ơi, Lai đâu rồi Lai? Có trong hẻm này không Lai? Lai ơi. Bà Lai ơi, bà Lai. Lai có nhà không? Lai. Bà nói tôi mà muốn khui hụi kỳ này mà. Mà bà phải cho tôi biết bà bỏ bao nhiêu tôi mới khui cho bà được chứ. Trời ơi, cho tôi biết là bỏ bao nhiêu rồi sao tôi khui cho bà Lai. Bà ra đâu tôi nói chuyện mà chút coi. Bà Lai. Ủa, mám lọt. Trời ơi, tôi liệu. Quên, ba bị liệu. Trời ơi. Bà Lai có hết không? Hello. How are you? Anh Bảy Rắn. Hey. Bố nghe thôi rắn lâu rồi. em quên. Sorry, no sitaware. Hả? No sitaware là gì? Là không sao đâu á. À, không sao đâu là no sita que. Mà anh Bảy nè. Hả? Sao bỏ nghề thổi rắn uổng vậy? Thổi thay gần chết luôn. Tại hồi còn trẻ, còn hơi, thổi rắn nó còn lên. Về già hết hơi rồi thổi hoài rắn nó không lên. Cho nên đổi nghề. Tội nghiệp quá. Vậy thì giờ cho em chào lại nha. Hello, how are you? Anh Bảy. Hey, trời ơi trời, tôi bán sữa dê mà kêu dê hoài à. Sữa dê. Giỡn cho vui thôi, lại đâu mất tiêu rồi. Trời, tôi quên nữa. Trời ơi, nãy giờ tôi quên. Men, con men bị bắt cóc rồi. Men bị bắt cóc? Con men bị bắt cóc rồi. Trời ơi, thôi đi ông ơi. Nhà ăn lại nghèo thấy mồ luôn, bắt cóc nó tiền đâu mà chuộc. Trời đất ơi, không phải, trời đất thiệt đó, con men bị bắt cóc rồi. Nãy giờ lại đó. Con mẹ. Cái miệng bà sao vậy? Bà làm ơn nhả cục cao su trong miệng ra giùm tôi ngay. Đàn ba cô gái mà ăn cao su nhai nhốt dép khó ưa quá. Trời. Sao học dục gó vô làm gì? Nó còn ngọt. Lát em ăn tiếp. Trời ơi trời. Trời đất ơi, tôi có sợ ba luôn á. Con mén nó bị bắt cóc rồi. Anh nói con mén bị bắt cóc. Con mén bị bắt cóc rồi, nãy giờ lãi như khùng điên. Tóc chạy như dòng sông ly biệt, khóc như mùa thu lá bay. Anh nói thiệt thôi. Thiệt. Con mén bị bắt cóc. Ừ. Mén ơi là mén ơi, cô mới là
thấy con nghèo qua mà bây giờ bị bắt cóc rồi. Trời ơi, lá vàng chưa rụng mà lá non rụng rồi. Ê, Tam ơi, Tam Tam lâu rồi. Nó chưa chết. Làm cái gì mà rung? Nó bị bắt cóc. Vậy là không đúng. Bị bắt cóc rồi. Ủa mà tại sao bây giờ anh còn ngồi ở đây? Trời ơi, đi tìm nãy giờ nè. Đi kiếm phụ con lại đi. À, bây giờ tôi đi kiếm nha. Nói thương nhỏ mà bây giờ còn đứng đây làm sao, đi kiếm đi. Nhưng mà khi nào lại về nói là tôi đang đi tìm chứ. Đúng rồi ông ơi, giỏi đi tìm phụ con lại đi. Trời ơi chết rồi, con mẹ bị bắt cóc rồi. Trời ơi, trời ơi, mẹ người là mẹ tội nghiệp con mẹ. Trời ơi, lá vàng chưa rụng mà là không phải. Trời ơi, tô mì ai để đây ngon lành dữ vậy nè. Ngủ ngắt không ăn uống. Tôi đang đói bụng, tôi chơi luôn. Phải trả thôi. Anh phải trả. Thêm sao không? Không có 7 có 8 được không? Trời đất ơi, Lan ơi, tìm phải cộng 1 vô chi vậy bà lại? Bà làm gì bà đeo cái bông trên đầu thế ghê vậy? À, cái này tự nó lỡ trên đầu thôi á. Trời ơi, qua đây chi đây? Nghe là anh Bảy đâu vậy? Anh Bảy đi kiếm con Lài rồi. Kiếm con Lài làm cái gì vậy? Con Lài bị bắt cóc. Trời đất ơi, con Lài bị bắt cóc rồi. Con Mén là bị bắt cóc hả? Ừ, con Mén bị bắt cóc rồi, bà không biết chuyện gì hết hả? Trời sao Lý biết vậy? Trời ơi, tôi thấy rõ ràng mà. Lý thấy rõ ràng. Ừ, tôi thấy là rõ ràng bị bắt cóc rồi. Trời ơi, thấy nó trắng hay nó đen, nó đẹp trai hay nó đẹp gái, nó lạ hay nó quen, tôi thấy nó làm sao? Thấy cái bóng không à? Trời ơi, thấy cái bóng mà làm như thế cái lá bà lội ơi. Trời ơi, cái chuyện mà bị bắt cóc con nít nó xảy ra hàng ngày mà bà không biết sao? Đây nè, tôi nói cho bà nghe nha. Con Quế Lé đó, nó kể cho con Ba Lùng. Con Ba Lùng nó kể là cho con Tư Hồ. Cái con Tư Hồ nó kể là cho tôi. Tôi nó thấy rõ ràng mà. Là con Lé. Ừ. Nó kể cho con Lùng. Ừ. Con Lùng nó kể cho con Hồ. Ừ. Con Hồ nó kể cho Lị. Đúng rồi. Lị kể cho Ngọ nghe. Phải rồi. Như vậy là đúng rồi. Con bé nó bị bắt cóc thiệt vậy. Trời ơi, con bé nó hủ len lắm á. Trời ơi, nó bắt cóc, nó bẻ tay, bẻ chân, nó bắt sang làm vàng, nó cho đi ăn bày á. Không phải đâu. Tôi không nghĩ vậy đâu bà ơi. Tôi nghĩ là con mé nó đẹp đó. Tụi bắt cóc á, nó bắt về nó nuôi tới lớn á. Rồi nó cho đi làm cà phê đó. Sao Tám biết vậy? Tôi biết sao không biết. Tại vì hồi nhỏ tôi cũng giống con mén này đó. Tôi cũng đẹp giống con mén này đó. Bởi vậy nên bây giờ tôi mới... Biết rồi. Biết bây giờ làm cái nghề gì rồi á. Làm gì? Làm cà phê chứ gì. Thôi bà, bậy bạ không à. Tôi đâu có đi làm cà phê. Tôi làm sở Mỹ. Quên Mỹ. Hoài à. Quên sở Mỹ hả? Ừ, tôi làm sở Mỹ. Sở Mỹ có gì vui không vậy? Trời ơi bà ơi, bà ngồi xuống đây tôi kể cho bà nghe chuyện trong sở Mỹ nha. Tôi làm trong sở Mỹ đó. Coi vậy chứ cũng đàng hoàng lắm nha bà. Có mấy ông Mỹ dễ thương mà đàng hoàng lắm. Có cái ông á, ông tên là John. Ừ, ông thích tôi lắm. Nhưng mà tôi chưa có chịu đâu bà. Trời ơi, nói nghe là cái ông cho là không chịu lị đó. Giới thiệu cho ngọ chơi ha. Trời ơi, thôi bà ơi. Bà nhìn lại bà kìa. Sao? Người ngợm mà vậy mà làm sao ai mà chịu, phải đẹp như tôi mới được. Là sao tung bác là cực khổ là xấu rồi. Chứ hồi nhỏ là ngộ lẹp lắm luôn á. Lẹp mới bị bắt cóc. Con bé bị bắt cóc rồi. Trời ơi, chị Tám ơi. Hay trời ơi, trẻ ơi, trẻ. Hai người làm gì khóc dữ. Bắt cóc. Ai bị bắt cóc? Con Mén. Con Mén bị bắt cóc hả? Hồi nào? Bỏ đâu? Nó đẹp quá, nó tụi bắt cóc, nó đem về, nó nuôi tới lớn, nó cho đi làm cà phê đó. Trời ơi, thằng quá trời, bà lỡ đi, tắm lỡ đi, trời ơi, tôi đi. Ôi, tôi không lỡ đâu. Nè, nè, cái chân mày nhỏ xíu, mà chạy gì đấy, tôi chạy xíu, trời ơi, lỡ tôi tên gì hả? Lại chế ơi, là chế lì sắc xì hậu ba, lỡ sao làm bật lặng thì lỡ hồ ta. Lỡ sắc xì bắn làm trùng ai, lỡ thì lỡ có trẻ. Tỉnh rồi, nói chưa? To dữ vậy? Hả? Mà vô con Mén đâu cho chết rồi. Không, tỉnh tỉnh đi. Nhiều khi nó bắt có khi làm ca ve nó có nhiều con trai. Trời nó vui ơi, sao Mén ơi là Mén. Tụi nó đâu bây giờ, sao bây giờ? Hả? Tìm ra con Mén rồi, nó đâu, nó đâu? Nhưng mà nó bị sao? Nhưng mà nó bị sao? Con Mén không bị sao hết trơn. Nó đâu? Anh Bảy, anh Bảy. Anh Bảy sao? Bảy sao? Bảy sườn rồi.
anh bảy anh nhào vô anh đánh bảy. Tụi cướp thì anh cứu con bé ra đó tiếp, mà tụi cướp nó đông quá thì nó có tới 40 đứa lần anh đánh đâu có lại đâu, anh bị nó giọng một cái, nó đá một cái rồi nó đấm một cái, bây giờ anh gãy tay rồi anh gãy luôn cái chân luôn rồi, giờ không biết làm sao nữa. Chết rồi hả anh bảy? Chết rồi hả? Hả? Anh bảy chết rồi hả? Hả? Anh bảy chết rồi. Trời ơi, lá non còn trên cây mà lá vàng rụng rồi. Trời ơi, anh bảy chết rồi. Anh bảy chết rồi Lài ơi. Anh bảy anh chết rồi. Trời ơi, anh bảy quá. Nhắc to quá trời. Chết rồi. Cứu con mén. Vì cứu con mén mà ra nông nổi vậy. Chết rồi bây giờ sao? Hai tiếng không biết chứ anh có tỏ tình với tôi mà tôi nỡ từ chối ảnh. Trời đất ơi, tỏ tình với lại là không nể mặt họ hả? Thôi bà cho chết ơi, một cảnh chết mà tội nghiệp quá đi. Trời đất ơi, ủa anh bị chờ dạ nó sao vậy? Rồi con mén đâu? Con mén nó chơi ở ngoài, nó chơi ở ngoài đó, nó đi hái me. Ôi đã dặn không có được hái me rồi. Nó đi hái me mà ai nói bắt cóc vậy? Mà bị sao anh, bị sao đây, có sao không, bị sao vậy? Tại hồi nãy con men á, nó leo lên cây me, nó leo lên được mà nó xuống không được. Tôi mới leo luôn, tôi bồng nó xuống, bồng xuống rồi tôi thấy trên ngọn me nó có chùm me, thấy ngon quá tính hái cho Lai ăn, nhưng mà con men nó nhỏ còn tôi bự quá. Vừa leo lên cái rắc cái nó rôn vậy nè. Nó chơi trước á. Lôi về quýt quýt cho bài cây. Lai. Trời đất ơi, đừng có la nó. Lai, nó biết sợ, đừng có la nó. Thôi lại đừng có ra, để tôi ra, tôi giật nó vô. Trời ơi, làm con làm cái mà cứ chửi bới nó hoài à. Đã dạng rồi. Ui da. Ai cho? Lấy cái quýt cho một cái. Đừng, nó sợ rồi. Có sao không? Mày ơi, đừng có la quá mà, đừng sợ nha con. Có ba đây đừng sợ. Lon, chú, đừng sợ nha con. Qua đây, nè, tôi nói cho Lai nghe. Hồi nãy nó biết sợ lắm rồi. Nó ngồi lên cây me, nó nhìn tôi, nó thấy tôi nó mừng lắm. Nó mới la lên, nó nói chú ơi, cứu con với chú. Con muốn về với má con. Rồi tôi bồng nó đem xuống dưới đất rồi mà nó vẫn còn sợ, nó ôm tôi cứng ngắc à. Rồi tôi mới hỏi nó nè mén, tại sao con đi đâu mà con không nói má con nghe, má con đang lo ở nhà kìa. Rồi Lai biết nó trả lời làm sao không? Nó nói là nó muốn leo lên cây me để nó hái một ít me đem ra chợ kiếm tiền mua sách phụ với má con. Nghe mà đứt ruột không Lai? Lai à, Lai có biết là có nhiều đêm á, tôi lái xe đi ngang nhà Lai đó, tôi nhìn vô nhà của Lai, tôi thấy hai mẹ con cứ sống lủi thủi với nhau như vậy hoài. Bây giờ tôi hỏi Lai nè, bình thường thì thôi, mà nếu mà có chuyện gì xảy ra thì hai mẹ con như thế nào đây? Lai à, tôi thấy bây giờ đã đến lúc Lai cần có một cái chỗ để mà nương tựa rồi Lai. Còn tôi... Con mình ơn à. Ê vợ. Đúng. Hai chị nói đúng. Tôi ê. Ê rồi. Ê rồi. Ê. Ê rồi. Cho nên bây giờ tôi phải về Ấn Độ. Ấn Độ để nghe lời cha tôi lấy vợ. Nhưng mà quên đó. Trước khi đi, tôi muốn nói với Lai cái này. Hồi nào giờ đó, cái gì tôi trao cho Lai, Lai cũng từ chối.
tình của tôi trao cho Lại, Lại cũng không nhận. Lại nhận đi. Rồi sữa của tôi cho Lại, Lại cũng không nhận. Lại nhận đi. Bây giờ trước khi tôi đi, tôi muốn Lại nhận cái này. Tôi muốn Lại nhận cái chùm này của tôi. Chùm gì? Chùm me. Hồi nãy rang hai chùm me đem về cho Lại. Me đầu mùa, nó hơi chua chút xíu, nhưng mà Lại rang nhận nha. Đây là cái tình của tôi trước khi tôi đi, tôi trao cho Lại đó. Lại à, bà nói cái gì đi. Bà nói đi. Ngộ ai lì à. Trời ơi, tôi kêu con Lại nói là tôi kêu bà nói là bà ái ổng, ông ái ngại. Bây giờ tôi khổ bà quá. Cái này nói giùm mà, không nói tôi nói giùm bà à. Bộ anh Bảy tính về Ấn Độ thiệt hả? Thì ba thuốc bắc mà tôi đâu có dám cai đâu. Bên tình bên hiếu. Éo le quá. Bộ, bộ về lấy vợ thiệt hả? Thì phải lấy vợ thôi. Ba tôi biểu sao tôi dám cai. Bên hiếu bên tình ngàn trái quá. Không hề. Không hề. Kỳ này anh cãi ổng lần được không? Hả? Trời ơi trời. Lại nói gì Lại? Lại biểu tôi cãi ba ma tôi ha? Không, không sao anh Bảy à. Không sao, không được cũng không sao. Đúng rồi, đâu có được đâu. Ba má anh mà. Làm sao cãi cha mẹ được? Cha mẹ lặt trên đầu là ba má kêu vợ nó vợ thì về đây. Không được cãi lại tôi cho vậy đây. Trời ơi, về Ấn Độ thôi cha. Trời ơi, vợ đi. Thôi lên đi. Hai bà lanh quá. Ai nói cãi không được? Cãi được. Lại cãi cái vụ gì chứ cãi lấy vợ cha tôi không có la đâu Lại. Tôi cãi lần này Lại ơi. Không hay anh Bảy à. Hả? Chuyện mình thôi, thôi để tính sau đi ha. Còn mấy cái me này tôi nhận. Chua thiệt chua tôi cũng ăn mà. Ha. Ăn nghe chua nghe bà. Pét dài, pét dài. Con Lại nó có bầu rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Con Mén sắp có em rồi. Thế là con trai hay con gái ta? Con trai. À đúng rồi. Tại vì có một đứa con gái rồi à. Bây giờ đẻ thêm thằng con trai là hết sảy bà thấy không? Để làm con trai lớn lên học võ giống Lý Tiểu Long Ali quánh cướp á. Ừ, đánh mấy cái tụi mà bắt cóc á. Đúng rồi á. Bà Thiến Lâm nói cái gì vậy? À, nói về em của con Mén á. Mén có em hồi nào? Nó sắp có em trai rồi á. Ở đâu ra? Bà có bầu là kìa, ăn me chua đó. Tôi hiểu rồi. Hả? Ai á là người nói con Mén bị bắt cóc? Sao là cha nói vậy trai? Rồi cái ai á nói là anh Bảy bị chết? Đây nè. Cũng bà này nói nè chứ anh ơi. Rồi giờ cái ai nói tôi có bầu? Cái này nói trước à? Bà này cười trước luôn. Bà biết nhiều chuyện. Thôi 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 là đừng có la. Hai bà cũng kỳ ghê. Tôi ở một nhà, bà ở một nhà. Có bầu nhau chứ tôi là quỷ quá. Nhưng mà thôi, bà nhiều chuyện nhưng mà vì thương mình, dòng xóm, bà con lối xóm quan tâm tới nhau. Nhiều chuyện như vậy không sao. À, thôi bây giờ vậy nha. Tối nay tôi mời hết tất cả mọi người tới rạp hát Long Phùng coi phim Ấn Độ có phụ đề tiếng Việt Nam. Thôi đi, đi vô lại thế giới quánh tài đi. Trời ơi, đi vô rạp Phúc Thanh coi show Trần Nhân Trạch đi. Rồi, đi đâu cũng được hết. Hai đứa tôi bao cho. Thôi em Bảy ơi, trời đất ơi, bán sữa dê nghèo thấy mẹ luôn, thấy bao cha. Đúng rồi, cái xóm mình ai cũng nghèo hết trơn á, thôi không có cần ai bao ai hết trơn á. Bây giờ tôi đề nghị cái này nha, không mấy mình chơi kiểu Mỹ đi. Kiểu Mỹ là sao? Tiền ai nấy trả. Rồi ok Salem. Trời ơi,
ơi, làm hết hồn. 20 năm nay tôi đâu có la đâu, bữa nay tôi giận nội công tôi la một cái nó té hò muốn chết luôn. Già mày thật la. Ủa thằng quý tử của bà đâu rồi? Thằng nào? Thì thằng Quân với thằng nào? Ông nói chuyện với con, nói chuyện đàng hoàng chút xíu được không vậy? Trời ơi, thì nó con tôi kêu nó bằng thằng là tôi nể nó rồi. Tôi tính hỏi 200 tôi nhét trong bóp đó, rồi đứa nào nó lấy. Bóp ai? Trời ơi, thì bóp tôi chứ bóp ai? Trời, bóp ông mà tôi tưởng bóp tôi. Bóp ông hỏi làm gì? Trời ơi, tôi nói nó bao nhiêu lần rồi bà biết không? Tôi đâu có bỏ đói bỏ khát gì nó đâu. Thấy không? Cần tiền thì nói với tôi một tiếng. Trời ơi, chứ tôi ghét cái thứ mà ăn trộm ăn cắp lắm. Thà xin tôi cho. Cái gì? Thà xin ông cho. Nếu nó xin ông cho thì tôi đâu có. Trời đất ơi. Vậy là bà lấy 200 của tôi đó hả? Đúng. Tôi lấy tôi cho thằng Quân chứ không phải nó lấy. Trời ơi, tôi nói bởi vậy tôi nói con hư tại mẹ mà. Trời ơi, bà cứ cưng chiều nó, bà cho tiền nó vậy hoài, nó cứ ra ngoài đường, ngoài xá rồi nó đú đa đú đỡn với mấy con nhỏ bạn gái của nó. Nhà có một thằng con trai duy nhất hả bà? Để nó hư đốn quá trời quá đất à. Con giống cha nhà có phước chứ sao? Ừ, cũng may nó giống tôi đó nha. Chứ nó mà giống thằng cha hàng xóm là bà mệt với tôi à. Ủa, ông biết nó giống ông nữa hả? Trời ơi, thay vì ông chửi nó, bây giờ ông vô trong buồn á, ông đứng trước cái kiến, ông nhìn ông chửi ông cho rồi. Bà bây giờ cũng học đòi tân tiến theo cái lũ trẻ. Nói chuyện với tôi bà cứ trả treo kiểu đó đó hả? Giờ tôi hỏi bà này, bà muốn cho thằng con mình nó nên hay là nó hư? Thì đương nhiên cha mẹ nào muốn cho con hư đâu. Tôi cũng rầu lắm, tôi không bảo rầu hả? Nó 24, 25 tuổi rồi, nó không biết làm ăn gì hết trơn á, tối ngày đi đú đỡ ngoài đường. Trời ơi, nó không biết con ai mà nó hư dữ vậy đó. Trời ơi, bà là mẹ của nó, bà đẻ nó ra mà bà nói bà không biết con ai thì làm sao tôi biết? Ê, ông nói vậy, ông nói tôi lan chạy, tôi đẻ ra nó rồi hả? Ông vừa phải thôi nha. Bà bớt nóng đi. Bớt cái gì? Bớt nóng. Ăn nói móc họng không à? Hình như thằng Quân nó về kìa. Đó, thằng quý tử của bà đó về đó, rồi bà lo bà phụng dưỡng cho nó đi. Trời, tôi đi vô trong. Nó đâu phải cha tôi đâu phụng dưỡng nó. Ông muốn nói gì với nó, ngồi đây nè, ông đợi nó về rồi ông nói với nó. Thôi, tôi thấy thằng này rồi tôi cũng không hạp nó lắm. Tôi dị ứng nó liền à, máu nóng tôi nó dồn lên tay chân tôi nó rần rần. Rồi mất công tôi thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi cũng bà đại khai sát giới với tôi nữa rồi tôi mệt lắm. Thôi tôi đi vô. Tướng đi có thấy ghét không? Đồ cha già ó đâm. Mắc dịch. Bất bội à. Đi đâu mà giờ này con mới về? Tao hỏi mày đi đâu giờ này mày mới về? Quân. Quân chứ quần cái gì mà quân? Đi uống cà phê. Uống cà phê với ai? Mấy con ghệ. Ủa vậy hả con? Con uống cà phê với ghệ hả? Trời ơi, sao con về sớm vậy con? Ghệ nào má biết không con? Trời ơi, mấy nhỏ xà bát đó con có đem về nhà bao giờ đâu má biết. Con không đem nó về nhà chứ con đem đi đâu? Sao má hỏi vòng vòng đây thiếu gì chỗ? Mua teo rẻ rồi à? Trời ơi, con dẫn con gái người ta đi. Rồi thấy người ta thấy rủi nó vô khách sạn với con. Người ta nói con nhà không đàng hoàng, tội nghiệp con người ta con. Con nói nó đàng hoàng nào? Trời, thì ba má đâu cấm cản gì con đâu. Đứa nào quen con cứ tử tế con đem về, ba má welcome. Trời ơi má, nói hoài con biết rồi. Nhưng mà dẫn về nó biết nhà biết cửa đây nè. Có gì nó lại nằm ăn dạ. Rồi nó còn thưa cái tội hit and run nữa. Tụi con lớn rồi, tụi con phải biết phương pháp phòng ngừa chứ. Má nói con nghe, ở đây á, người ta nói ông bà mà nói lỡ mà bể một cái kiến soi mặt thôi, xui cả năm trời. Con mà lỡ con làm bể cái
Con xui tới 18 năm rồi đó nghe con. Ngồi xuống đây má biểu coi. Thì má nói gì má nói đi. Tao biểu mày ngồi xuống đây tao biểu coi. Bộ đứng nghe không được hả? Tục kinh kiểu má ơi. Nó chiên căng quá à. Má nói con nghe, con 24, 25 tuổi rồi, con phải lo làm ăn đàng hoàng, chứ không lẽ tối ngày con đi chơi với mấy con nhỏ bà trợn đó rồi con bị sida chết à con. Ơi má ơi, chết sướng hơn sống khổ. Con nói gì đâu có đúng đâu con. Ba má con, gia tài của mình con à. Lỡ con có gì á, rồi lấy ai nói giỏi tông đường, rồi lấy đâu cháu nội má bồng. Vậy là má bù lu bù loa chuyện này đấy hả? Ừ. Má muốn không? Muốn. Con đi ra ngoài kia 9 tháng 10 ngày sau con đem về cho má 5-7 đứa tha hồ bà bồng. Tao muốn có cháu đến tôn đàng hoàng, tao không muốn thân rơi con rơi con rớt mày. Dân chơi sợ con rơi. Đúng rồi, đúng rồi. Dân chơi không có sợ con rơi đúng không? Nhưng má chỉ sợ con rơi không phải của dân chơi. Quê nha. Gì quê? Quê đó. Má má nói vậy sao mà con dẫn đứa nào về má cũng lắc là sao? Dạo này má lắc hơi nhiều á. Uống thuốc lắc phô. Bị bả. Má con khỏe mạnh đời nào cũng uống như thú nào không có đâu. Chắc không, má thề đi. Có, mà hồi trẻ mà không phải uống thuốc lắc. Biết rồi, thuốc ngừa thai phô. Tao không uống thuốc ngừa thai, tao đẻ cho mày 20 đứa em để coi. Mà giờ làm sao nè, giờ muốn kiếm dâu phải không? Ừ. Vậy tại sao con dẫn con Xuân Mỏng về? Con nhỏ đó tính tình nó đàng hoàng, mà má cũng chê nữa. Con Xuân Mỏng? Trời đất ơi, con gái con đứa gì mà dẹp lép như tấm văn ép ho lao yểu tướng con đứa. Thì nếu mà nó chết thì con mới kiếm được đứa khác. Trời. Ai như ba ở chung với người chén. Con nghĩ đi, mày á thì cao nhồng như cây tre miễu, con nhỏ đó thì nhỏ xíu xiu. Hai đứa bay lấy nhau đẻ con hả? Cao lắm nha, bằng chiếc đũa ăn cơm là cùng. Con cưới con má cưới thì má lo. Sao không lo? Trời ơi, đàn bà con gái gì mà trước sau như một hả? Là sao? Là mà trước giống nhau, cái lưng, hai người hai lưng đó con, xẹp lép á. Con không quan trọng chuyện đó má cứ. Sao lại không quan trọng? Má muốn có cháu nội. Bây giờ con nhỏ đó yếu tướng gì sao nó đẻ chữa. Mà nó có đẻ đi nữa đó, còn èo uột khó nuôi. Trời ơi, tốn tiền lắm không có được. Giờ ông chịu Xuân phải không? Không. Vậy cho con cưới bé Trang đi. Bé Trang nào? Bé Trang Thành Làng đó. Bé đó. Nhỏ đó nó hơi tròn chút mà không sao. Con nhỏ vô duyên đó phải không? Sao vậy? Trời ơi, không vô duyên sao được. Bữa sinh nhật của má, nó tới đây nè, nó không có tặng gì cho má hết trơn, tự nhiên đem tặng cho mày cái đồng hồ là sao? Đồ con gái con đứa vô duyên, vô ý, vô tứ à. Con thấy nó được mà. Bây giờ má chê con Xuân ốm yếu, giờ con nhỏ nó tròn vậy đó, bỏ đói nó 3 tháng nó cũng không chết nữa. Con nói nha, con gái con đứa không biết đai ép gì hết trơn á. Ăn riết mập ú như cá bóng mú nha. Nó ăn kệ nó sao. Con thích kệ vậy. Mà má không thích. Trời ơi, tự nhiên con gái của đứa gì mà trộn do với cái hộp vịt lộn nha. Má nói con nghe, mỗi lần nhìn cặp giò của nó hả, tự nhiên má thèm nước mắm đường. Là sao mắc mới gì mắm đường đây? Hai cái bắp chuối nó y như hai trái xài tượng vậy đó. Trời ơi, thì chân người ta bự người ta mới khỏe. Khỏe gì? Trời đất ơi, chưa kể nha, cái lưng tôm tôm. Trời ơi, nó đẻ sồn sồn, mỗi năm mỗi đứa tiền đâu mà nuôi. Đó đó, má thấy không? Con Xuân má chê đẻ không được. Giờ con Trang nó đẻ nhiều má cũng không chịu nữa. Giờ má không chịu thì vậy cho con cưới con Huệ đi. Nãy mày nói con Thảo, giờ mày nói con Huệ. Nhiều quá quên. Con Thảo lùn, đúng không? Ừ. Tại sao má không chịu? Con gái con đứa gì? Có một thước vốn 5 phân à. Trời đất, nó lùn xịt không có được. Má coi là coi má ăn nhiều. Tao cao hơn nó 2 phân mày. Nhiều quá. Ừ, chưa kể nha, con gái con đứa gì mà ra đường đi chân 10 giờ 10. 10 giờ 10 lần sao nữa? Lại đi chân xà bát đó. Bên này chỉa cái, bên này chỉa cái, bên này chỉa cái, bên này chỉa cái vậy nè. Khó coi gì đâu á. Nói thiệt nha, nó mà có bầu ha, trời ơi, cái kiểu đứng của nó vậy hả, cháu nội má chưa đẻ nó đã lọt xuống đất rồi. Trời ơi, thì trời sinh cái tướng người ta vậy mà. Bây giờ má chê. Giờ má chê nữa vậy thôi đó. Con Huệ đó, con Huệ mới quen đó. Nhỏ vậy hả? Ừ, khoe của chút thôi.
Trời ơi, con gái gì mà ốm nhôm mà hai cái này bự như hai trái dưa hấu vậy đó. Đồ thiệt đó má. Giỡn hoài, má đồ giả nè, má biết hết trơn á con. Trời đất ơi, má size 34 nè. Mà con nhỏ nó dám size 36 đi, nó dám lớn hơn má mấy size là má sao mới chịu. Ở đây là má du lịch bự rồi. Dạ tại cái đó không chịu đó hả? Không chịu. Con gái gì mà nó được ẩn ẩn cái ngực. Trời đất ơi, cái ngực xé gió đi trước, cái mông lả lướt theo sau, mình xà uống bút dâm đảng khó coi. Bực rồi nha. Trong đám bạn có nhiêu đó đứa à? Đứa nào má cũng chê, má làm đi, tính cho tính. Ôi trời trời à, má nói con nghe. Má muốn kiếm cho con một người vợ lý tưởng đó con. Ít nhất cũng đẹp như má vậy đó. Phải không? Ừ. Còn vụ lý tưởng đó chắc hả họ hỏi ba quá. Sao con biết? Trời má nói con nghe, con gái con đứa mặt mày phải tươi tắn ha, mắt phải long lanh, mũi phải thanh tú, cái miệng phải. Trời ơi, đòi hỏi nhiều vậy đi kiếm hoa hậu cho con đi. Khổ ghê. Bây giờ tao mệt rồi nha. Vừa phải thôi nha. Kiếm vợ cho con phải kiếm vợ cho má. Con muốn làm gì con làm đi, mệt quá à. Ê má. Gì? Còn quên. Gì? Còn đứa nữa. Con nào? Con Quyền á. Quyền nào? Con Mỹ Quyền đó. Nói sao con? Nhỏ giống mấy Trang à. Đẹp phải không? Không. Giống cái miệng. Đẹp phải không? Cũng không luôn. Chứ sao? Cái miệng non stop. Là sao? Là nó nói hoài nó không biết mệt. Trời ơi. Thiệt hả con? Ừ. Trời ơi, vậy có đứa giống má rồi hả con? Khoái khoái. Quá má mừng quá, nãy giờ xong chịu nói. Đó, ít nhất con dâu phải nói nhiều với má, má mới chịu. Kêu kêu nó đi, kêu nó đi. Kêu liền luôn phải không? Kêu kêu điêu phone đi má, kêu. Chờ số mấy, số mấy, số mấy. Đi 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 đi. Số mấy, số mấy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, bùi đầm già xì. Mày đang đánh bài hả mày? Thì má, tà lanh thì má cầm má gọi luôn đi, má nói chuyện đó luôn. Kêu đi con. Khổ quá. Dễ giỏi con. Để từ từ rồi gọi. Alo. Alo. Ai vậy? Tao. Tao là đứa nào? Má mày gì? Trời ơi má ơi, má kỳ cục quá à. Nghe nữa không gọi đâu nha. Alo. Mỹ Quyền hay em? Mới đọc tin tức phải không? Đọc tin xong làm cái gì nè? Trời ơi, đừng có tắm, tắm lâu lắm, rửa chút rồi qua đây đi. Anh có chuyện gấp đó. Mà anh dặn nha, nhớ mặc quần. Không phải, em cũng ham mấy chuyện không. Ý là đừng có mặc mấy cái zip ngắn cũng cỡ như mấy bữa trước. Ừ, qua liền đi anh đợi đó. Rồi, bye. Nó lại liền con. Nhà nó gần đây má ơi. Trời ơi, không má ngồi má đợi dâu tương lai của má luôn nha. Thôi đi má ngồi đây nó không có tự nhiên. Cho má ngồi má đợi nó má nóng ruột quá à. Dạ má muốn dâu không? À, muốn muốn muốn. Vô. Vô vô vô. Để cho tự tin đó, vô giỏi giỏi nha con. Nhớ nha, má đứng đây má nghe nha. Cái phone. Vô duyên, tưởng cái gì. Cái phone mới mua em ngồi bậy bạ dập nát hết rồi. Nát thì mua khác. Em á nha, cà rỡn hoài à. Hôm nay gọi em qua đây á là bàn chuyện tương lai hai đứa đó. Giỡn hoài. Trời đất ơi, đây là chuyện quan trọng đó hả? Ờ. Hai đứa mình làm gì có tương lai mà bàn. Thì nếu có duyên có nợ cũng thành vợ chồng được vậy. Nợ thì có, chứ duyên ở đâu mà ra. Anh cứ nghĩ đi, hai đứa không nghề không ngỗng, lấy nhau rồi bốc. Bốc. Bốc cám ăn hả? Ủa, Honey, mắt của anh bị cái gì ạ? À, nhìn chó mắt lẹo phải không? Ôi, lẹo liếc vậy đấy. Không biết sao hôm nay mắt trái anh nó cứ giật vậy hoài à? Honey, cho coi coi. Sao? À, em biết rồi. Sao?
Thường đó người ta nói con mắt trái mà giật á là con mắt phải sắp bị bầm đó. Trời ơi mệt em quá. Giỡn hoài. Nói thiệt nghe nè, má anh á muốn anh cưới vợ á, nên muốn dẫn em về cho má coi mắt. Cái gì? Anh có giỡn bà không đây? Thôi đi, má anh khó như quỷ. Ai mà sống như bà nội? Ơi không có đâu. Tại vì á anh là con một, vậy bà thương anh nên bà mới vậy thôi. Thôi 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 thôi. Nhìn cái mặt của bà một lần là em đã mất cảm tình rồi. Thôi ghét. Mà nè, em nói cho anh biết, má của anh hả, nhìn ai là như muốn ăn tươi nuốt sống, y như mấy ông bộn nhậu nhìn thịt chó. Ủa mà sao kỳ vậy? Cưới vợ cho anh hả? Vậy sao anh không lựa mà để cho bà lựa? Vậy là bà thương bà chứ bà đâu thương anh không, đúng không? Thì bà thương ai kệ bà đi. Nhưng mà anh cũng phải dẫn em về cho má coi giò coi cẳng chứ. Cái gì? Bộ bà nói em là gà đá hay sao mà có giò coi cẳng? Chưa phải thôi. Trời ơi, em à, thì má cũng phải chịu mới có chuyện đám cưới chứ. Nếu như bà chịu mà em không chịu thì sao? Anh nói em nghe nè, má anh á, bà khó lắm. Anh đem bao nhiêu đứa về, đứa nào bà cũng lắc đầu hết trơn á. Nhìn tới nhìn lui, còn có mình em là giống y như bà. Là bà hết lắc, hiểu không? Thiệt á anh? Ừ. Anh thấy em giống má anh á hả? Y chang luôn. Vậy là số em xui rồi. Cái mặt em nó có vô duyên như vậy. Không, cái mặt em có duyên lắm. Ở gần em biết á, anh thấy em y như má anh vậy đó. Ờ, anh nhớ đó nha. Mai mốt em mà về ở với anh hả, anh phải kêu bằng má nha. Anh kêu em bằng ngoại luôn. Vậy sao không nói trước? Vậy thôi honey, bây giờ em về trước nha. Rồi tối nay em xách vali qua ở luôn nha honey. Ừ, về đi. Bye honey. Mệt quá. Ủa, mà quên nữa. Honey, quên. Cái gì nữa bà? Cho em mua một cái coi. Ôi, thôi đi về đi. Đi về đi, bữa khác, ok, bữa khác. Rồi, bye honey, bữa khác. Bye honey. Chịu không? Trời đất ơi, con nhỏ này nó giống má quá trời luôn vậy đó con. Chịu không? Chịu, má thích loại con gái gì đó. Hễ mà có trai chịu cưới là vé đi bụp chụp liền, đừng để nó vô. Hồi đó má cũng bụp ba vậy đó hả? Chứ sao? Trời đất ơi. Nhưng mà hồi còn trẻ con, chờ thiếu gì người đòi cưới má. Dương tôn công tử cũng có, đẹp trai con nhà giàu, học giỏi cũng có. Nhưng mà cuối cùng tao lấy ba mày. Tại sao vậy? Có ai chịu cưới tao? Lãng xẹt. Bây giờ má chịu nhỏ này rồi. Ngồi đây, má kêu ba con ra đây. Má quyết định cưới con nhỏ này. Thôi thôi thôi, má nói gì má nói với ổng đi. Con dưỡng ổng lắm, con đi vô á. Thôi thì con không nói ổng đâu. Ok, để má nói chuyện với ba con. Ông ơi. Ông ơi. Ra nói nghe nè. Cái gì? Cái gì mà bà lại bãi ôm sồm ngoài này vậy bà? Thấy cái tướng đi gì không? Mà tôi cũng dị ứng. Cái tướng kỳ quá. Tôi nói ông nghe nha. Vụ gì? Nhà mình đúng là có phước ba đời ông ơi. À, trúng số độc đắc hả? Trả tôi 200 đi. Vô duyên quá. Tôi nói còn hơn là trúng số nữa. Tôi tìm được con dâu lý tưởng rồi. Cái chuyện này nó đâu có liên quan gì tới tôi. Sao không liên quan? Tôi nói thiệt nha, con nhỏ này á, mà lần đầu tiên ông thấy đó, ông hổng giật mình tôi làm con chó. Ê, thôi đừng nghe. Tôi bây giờ là lỏng gân lỏng cốt hết rồi. Bà làm con chó có nước tôi làm cục xíu quách cho bà gặm thôi à. Đây á, là tôi muốn chia sẻ với ông. Thôi, bà khỏi chia, bà sẻ mình bà đi. Nói chuyện móc họng không à, bực bội quá. Tôi nói ông nghe con nhỏ này nha, nó đẹp y như tôi. Ông thấy rồi, nó đẹp quá trời đẹp y như tôi vậy ông. Ủa, nếu mà con nhỏ này nó đẹp đó, thì nó đâu có giống bà. Mà hễ mà nó giống bà thì nó đâu có đẹp. Tôi nói nó giống từ hồi con gái, phải nói giống bây giờ. Ê, cái này tôi nói thiệt với bà nha. Cái hồi bà còn con gái đó, tôi đâu có biết bà xấu hay đẹp. Là tại vì cái lúc tôi quen bà, tôi cưới bà về đó, là bà đâu còn con gái. Ông vừa phải thôi nha ông kia. Trời đất ơi, ăn nói kiểu móc họng không à. Chuyện bao nhiêu năm đừng có nhắc lại hoài à. Chá
và ó đâm. Tôi nói ông nghe, bữa nay tôi quyết định tôi lấy nhỏ này rồi, tôi cưới nó làm dâu cho tôi. Mà bộ nó có cái gì giống bà hả? Ngoài cái nhan sắc đẹp lộng lẫy giống tôi, nó còn giống cái tánh tình tôi y chang. Trời đất ơi. Dễ thương, hiền lành, nhã nhặn, hoạt bát, duyên dáng. Mặt mày nó giống bà rồi. Ừ. Mà cái tánh nó giống y chang bà luôn. Ừ. Chà, cái này căng ha. Rồi bà nói hết chưa? Hết rồi. Bà nói hết rồi, bà bình tĩnh nghe tôi nói nha. Bình tĩnh. Ở đời cha mẹ nào không thương con phải không bà? Đúng. Mà huống hồ gì á, tôi với bà chỉ có một thằng con trai duy nhất. Đúng. Mà thương con đó, thì mình cũng phải muốn cho con mình có một cái tương lai nó sáng rạng, nó hạnh phúc. Phải đúng, không bà? Đúng, 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 đúng. Tôi cũng vậy nè. Ừ. Lúc cha mẹ tôi còn sống đó, ừ, ông bà cũng muốn tôi có một cái tương lai sáng lạng, hạnh phúc. Ừ. Không thành nhân thì cũng thành thân. Đúng. Mà đâu có ngờ đời tôi nó thành thân mẹ nó rồi. Bởi vậy tôi đâu có muốn cái thằng con trai của tôi đó nó đi theo cái vết xe đổ của tôi. Bà hiểu chưa? Quân, Quân đâu? Con ra đây ba biểu. Tao kêu mày ra mày thọt tay túi quần không mày? Tao thọt cái tay vô họng mày bây giờ à. Bởi vậy ba nói cho con biết, bạn bè của con thương đứa nào, con thích đứa nào, con về nói với bà đi cưới nó cho con. Cho dù xấu đẹp cũng không thành vấn đề. Hay là cho dù con nhỏ đó không giống ai cũng không thành vấn đề. Nhưng mà nếu nó giống mẹ của con đó, sao mình? Thì nó không bao giờ. Trời ơi. Nghe chưa má? Trời ơi. Men không? Men không? Men. Trời ơi, sao đây mình men dữ vậy mình? I like it, I like it, I like it. Cầm. Men. Linh. Bà biết tại sao tôi không men không? Sao mình? Tại vì tôi bị cái vú men của bà nó đè tôi 20 năm nay rồi. Cho nên bữa nay nè, tôi mới lòi cái men ra cho bà thấy nha. Bây giờ tôi nói cho bà biết. Dạ. Người ta nói đó, xuất gia tòng phu. Dạ. Mà xuất gia phải tòng phụ. Dạ. Người đàn ông là trụ cột của gia đình. Đúng 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 mình. Nghe chưa? Nghe. Cái cột này nè, nó quẹo 20 năm nay rồi. Tôi phải dựng cái cột này nó đứng lên để tôi lập lại cái tôn ti trật tự của cái căn nhà này. Hiểu chưa? Dạ. Từ đây về sau tôi nói là bà phải nghe. Dạ. Không có được cãi, nghe chưa? Dạ trời ơi mình ơi, phải 20 năm nay mình chửi em vậy, em đâu có dữ dằn như vậy. Em thích quá mình ơi, trời ơi mình chửi em dài dài nha mình. Quân, ba con làm má tỉnh rồi. Bây giờ con lấy đứa nào cũng được, giàu nghèo là đẹp hay tẹt xấu gì cũng cần biết. Nhưng mà với điều kiện không giống má. Má hứa nha. Hứa. Ừ, đứa nào cũng con được hết á. Nhưng mà phải nhớ câu ông bà mình dạy nha. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về nghe con. Đúng rồi đó con. Dạ. Lấy vợ về con phải dạy nó từ lúc ban đầu con dẫn nó về. Không, nếu con dạy nó không được thì để nó dạy con. Lộn, nếu con dạy nó không được thì để ba dạy, nghe không? Dạ. Vợ giỏi không mình? Ừ, giỏi lắm. Tối nay mình thưởng vợ cái gì? Ê, con cái đứng đây bà nói bậy bà. Cái gì vậy? Bà làm tôi thèm bà. Nói giỡn ăn sushi chứ bộ. À, ăn sushi được, ừ, được rồi. Để dẫn hai mẹ con đi ăn sushi thưởng vậy cho mẹ con ha. Ừ. Rồi ăn sushi xong cái mình vô bị chăn gà, mình kéo máy. Cái gì? Kéo máy hả? Dạ. Đi.